Mẫu nhà mái Nhật 2 tầng thiết kế phù hợp với mọi khuôn viên đất. Nhà 2 tầng mái Nhật hiện đại là sự lựa chọn của những gia chủ ưa chuộng phong cách nhà phố đơn giản, dung dị. Mẫu nhà 2 tầng mái Nhật ưa chuộng lối kiến trúc đơn giản, nội thất tiện nghi. Bên cạnh đó, chi phí xây dựng và hoàn thiện cũng rất phải chăng sẽ là lựa chọn thực sự hoàn hảo dành cho bạn. Điểm chung của mẫu nhà 2 tầng mái Nhật ở Việt Nam đó chính là việc kết hợp hài hòa giữa hình khối tổng thể, màu sắc trang nhã tinh tế và đặc biệt phù hợp với quan điểm thẩm mỹ và văn hóa của người Việt. Chúng ta có thể thấy được một vẻ ngoài vững chãi, bề thế với không gian rộng rãi, thoáng đãng. Bằng cách sử dụng tông màu trắng chủ đạo kết hợp với màu xanh của hệ mái ngói Nhật và màu cánh gián của gỗ. Điểm tô thêm đó là gạch ốp chân tường màu đen khiến mẫu biệt thự 2 tầng có được sự hài hòa về màu sắc cũng tính hiện đại. Thiết kế cửa kính kết hợp khung gỗ hiện đại đã giúp ngôi biệt thự đón nhận được nhiều nguồn ánh sáng tự nhiên hơn, vừa mang đến cho căn nhà sự sang trọng, tinh tế. Điểm nhấn của công trình nằm ở phần mặt tiền và ban công với những đường phào chỉ tạo nên một tổng thể ngôi nhà hoàn chỉnh, hiện đại nhất. Căn nhà với những đường nét thiết kế dứt khoát và thẳng thắn tạo nên vẻ đẹp ngoại thất đơn giản, mượt mà. Hệ cột vuông vức và chắc chắn giúp cho căn nhà thêm phần bề thế, uy nghi. Di chuyển từ sân, thì chúng tôi bố trí bậc tam cấp được lát bằng gạch granite, loại gạch này có đặc tính là cứng, bóng, bền chắc và có độ đồng nhất cao về màu sắc. Tạo nên không gian sống tươi trẻ, đẳng cấp cho ngôi nhà cũng như giúp cho ngôi nhà luôn sạch sẽ, khang trang, sang trọng hơn và bền đẹp theo thời gian. Việc lựa chọn gam màu trắng làm chủ đạo vô cùng hiện đại và tinh tế tạo nên độ thông thoáng và hiệu ứng phản sáng cho ngôi nhà. Kết hợp với việc bố trí những chậu cây trước hiên nhà mang đến một không gian tươi mát hơn, gần gũi hơn với thiên nhiên. Tạo ra được bầu không khí trong lành cho mỗi sáng thức dậy. Đi kèm với hệ thống bố trí cây xanh thì không thể thiếu hệ thống ánh sáng của căn nhà, với hệ thống ánh sáng rất lung linh huyền ảo, giúp căn nhà luôn được sang trọng vào cả ban ngày cũng như là ban đêm. Thiết kế khung tường rất cao và chắc chắn nhằm mục đích bảo vệ an toàn cho ngôi nhà của bạn. Đó là tránh được những tác động từ bên ngoài và với hệ thống cửa nhôm kính đồng bộ chắc chắn, vừa tạo nên sự thống nhất đẹp mắt mà lại an toàn cho tài sản bên trong ngôi nhà. Bên cạnh đó, mỗi không gian và thiết kế kiến trúc cũng sẽ được nghiên cứu xây dựng theo phong thủy, hợp với mệnh của gia chủ. Đảm bảo cho bạn sở hữu được một ngôi nhà đẹp như ý, độc đáo, ấn tượng và giúp mang đến sức khỏe, tài lộc cho gia đình. Mẫu nhà 2 tầng hiện đại mái Nhật chưa bao giờ mất đi độ cuốn hút cho lựa chọn mẫu thiết kế nhà ở, hy vọng bản thiết kế này sẽ giúp bạn dễ dàng đưa ra được quyết định lựa chọn mẫu nhà phù hợp nhất. Hãy liên hệ ngay với Nam Thành Đô qua số hotline 0972996865 để được tư vấn mẫu nhà ưng ý nhất. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!